cái này lắng quá, lắng sợ không được ạ. Chết hết mồi. Đấy, lắng quá. Mồi thì vẫn ở trong đây rồi, nhưng nó không được. Tìm chỗ bãi nào mát. Bữa hôm nay thì thẳm vớt đấy, lắng chưa từng thấy luôn, 36 và 7 luôn. Cái bây giờ có rồi. Ui cái này mất mồi rồi. Cái mất mồi bạn ạ. Cái đẹp thế mất mồi. Mình cho mồi rồi. Cái này chuyển đi thôi chứ để đây thì toàn nó họ săn lấp hết kìa. Bạn nhìn bên trên họ đang săn lấp. Và trước này nó hơi hở nên chắc phải chuyển đi. Cái gì hả bạn ơi? Ui bỏ mẹ rồi. Con gì rồi? Con gì rồi bạn ơi? Ôi còn hổ mang. Đúng con đầu tiên. Đang xê nó xê thôi. Mình sẽ bắt nha bạn. Túi mới tinh nè bạn ơi. À, rắn núi là rất đen nha bạn. Con này giữ cái màu nó rất đen. Nay thăm nhiều lòng nha bạn. Mình lắng này chết nhiều mồi. Nay thăm mấy cái kia trên mồi mình không có quay. Không được rồi. Chưa được rồi. Mình phải lật nãy này. Con này nó hơi dữ. Nãy nó vừa đớp cái kia mình biết là dữ. Mình ghi ra rồi. Nó đớp lằng nhằng là mình biết là giữ hay không. Giờ cho cóc bạn ơi, cóc đến điểm tiếp theo. Cóc. Đến điểm tiếp theo quay nhá. Thầy mới có gì mất lòng rồi sao ạ, vẫn còn lòng. Vẫn còn lòng nhưng mà không có gì cả.
không có cái gì mà cả này chuyển lên trên nữa kìa. Còn mấy cái nữa nha bạn ơi, có những cái nào được thì mình quay, những cái nào không được thì mình không quay, quay nó dài, thời gian nó dài lắm. Cái này chết to cọc, đẹp thế mà chết cọc. Đầy lắm bộ rộng lắm. Không thấy gì mà đẹp như vậy mà không thấy gì. Ui, quăng này. Đây bạn nhìn thấy vết nó đi kìa. Đi tận trên. Nhận mà không vào, chứng tỏ ở đây không vào. Rắn to không vào. Cái này mới còn hai cái ở mép bờ ao nữa. Mép bờ ao một cái thì mình đánh, mình thả con rắn, rắn con. Cái này cũng không được bạn ơi. Cậu cũng ngồi nhổm nhổm nhưng không được. Còn cái chạy bờ ao nữa. Hai cái chạy bờ ao nữa, về quay lút. Lắng quá. Còn hai cái cuối cùng nữa bạn ơi. Trước có người cũng mạnh là có con rắn hổ mang. Đây này, vào đây xem. Đây cứ vào đây rồi, vào đây bạn này. Còn một con nữa. Con này thì mình đánh khác mồi. Thì mồi đánh mồi con này người ta bảo là con này khoang khoang, mình không có đánh bằng cái mồi cóc này, mình đánh mồi rắn nước. Mồi rắn nước thì cái loại đấy nó con này rất nhiều người gặp bên chợ bảo. Đây nó hay lên trời các bạn. Nó hay lên bãi ngón tay này. Đây. Ngón tay mình chỉ đây. Nó hay lên bãi ngón đấy là ăn. Quay vào đây qua mình đặt đây. Xưa mình đặt đây. Rồi. Đây. Rồi bạn nhá. Hôm xưa mình đặt đây. Cái con này là nó không, nó muốn thả được thì phải bắt được cái mồi này. Cắm hết. Muốn thả được là phải làm mồi khác thì mới bắt được. Đây, thấy nhỉ? Thế. Bạn nhìn thấy rõ không đây? Đây. Phong vàng luôn đấy. Nó ở cái bãi đây này. Ở cái gầm này. Mấy người người ta hay rửa cỏ ở đây, người ta nhìn thấy ở bãi này hay ăn lên đây. Mình cái loại này thì nó không có ăn cóc mà nó ăn những cái mồi khác, mồi rắn nước hoặc cá, nhưng mình đánh rắn nước ở đây, con rắn lưu lưu hôm trước ấy mình đánh đây nó phải 4-5 mồm rồi, con này chắc cũng phải được cân. Nó không ở trên cao mà nó ở dưới thấp. Nó hèn cá ra đây mình bắt cho bạn xem. Giữ nó.
bắt cho bạn xem. Con này lành thì rất lành, nhưng giữ thì rất giữ. Đây tì, nó tì này, nó tì đây cho lên không gian này. Loại này chuyên gia ăn cá mới ăn rắn nước nha bạn ơi. Ăn các loại cá và các rắn nước. Còn nếu mà thả trên cao thì nó không ở trên cao đâu. Loại này thì biết thả thì mới thả được, còn nếu không biết thả không được vào. Vì nó do cái mồi các bạn ơi. Nó mà chạy ra đây là táo hỏa luôn đấy. Đầu trên mình bắt cho bạn xem nhé. Loại này cực kỳ độc nha bạn ơi. Cực kỳ độc luôn, cắn như mát như dao tem. Con này một khoảng 1 cân nha bạn ơi. Con này hôm nay coi như san đã xa bẫy. Con bắt con này. Từ nay điểm này là không có rắn ở đây nhá. Con này đang chuẩn bị một xác bạn. Hai con này chỉ được 1 cân, còn con kia 1 cân. Các bạn nếu có mua hãy comment bên dưới nha. Dưới phần mô tả các bạn ơi. Mình sẽ bán cho các bạn con này về cơm rượu. Các bạn xem video thấy hay cho mình xin một like, một lượt chia sẻ nha. Xin chào các bạn những video tiếp theo. Con này hai con này được 1 cân, con này 1 cân. Con này áng chừng được 1 cân.
mình cầm khoảng tầm 1 cân.